Yo, xin chào tất cả mọi người. Mình là Đại An. Và mọi người cũng biết Đại An trong vai là anh áo đen đúng không ạ? Vậy thì hôm nay Đại An xin thông báo với tất cả mọi người là Đại An, anh áo đen đã đạt được 1 triệu người theo dõi trên fanpage anh áo đen rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì nhân dịp đây, Đại An xin thay mặt cho toàn thể ekip anh áo đen, tất cả anh em trong ekip từ đạo diễn đến quay phim đến diễn viên, xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người trong suốt thời gian vừa qua đã luôn đồng hành và cùng ủng hộ với anh áo đen. Và nếu như mọi người có theo dõi kênh YouTube anh áo đen thì mọi người có thể đã biết là kênh YouTube anh áo đen sắp đạt được 1 triệu lượt đăng ký rồi mọi người ơi. Và Đại An rất là mong trong khoảng thời gian sắp tới, một khoảng thời gian ngắn thôi, tất cả chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau để tiến đến nút vàng của YouTube được không mọi người? Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và Đại An đó cũng sẽ là một cái động lực để giúp cho Đại An cũng như là toàn thể ekip áo đen sẽ có thêm được nhiều content mới lạ hơn để cho mọi người theo dõi. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Và hãy nhớ nha, nhấn nút đăng ký, bật cái chuông và cùng theo dõi anh áo đen nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.